Theo trang thống kê thời gian thực Worldometer, tính đến chiều ngày 25 tháng 4, thì thế giới đã ghi nhận hơn 147,1 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 3,1 triệu ca tử vong vì dịch bệnh này. Theo công bố ngày 25 tháng 4, Ấn Độ có thêm hơn 349.000 ca nhiễm mới và 2.767 ca tử vong trong 24 giờ qua. Trước tình hình dịch bệnh tăng vọt ở Ấn Độ, trả lời phỏng vấn Reuters, người phát ngôn của Nhà Trắng xác nhận Mỹ lo ngại sâu sắc trước sự gia tăng mạnh về các ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ, đồng thời có kế hoạch nhanh chóng triển khai hỗ trợ thêm cho chính phủ Ấn Độ và các nhân viên y tế của nước này. Theo báo Times of India, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng phản đối Mỹ và các nước phương Tây đang gia tăng trên truyền thông Ấn Độ. Nhiều người chỉ trích thẳng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đang có kho dự trữ vaccine lớn, nhất quyết bảo vệ các quyền sáng chế với vaccine và phớt lờ lời kêu gọi của những nước gặp sóng thần COVID-19 như Ấn Độ hay Brazil. Anh, vùng dịch lớn thứ 7 thế giới, báo cáo hơn 4,4 triệu ca mắc và hơn 127.000 ca tử vong do dịch COVID-19. Ngày 24 tháng 4, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo 33,51 triệu người trong tổng số hơn 66,8 triệu dân nước này đã được tiêm vaccine COVID-19, trong đó hơn 12 triệu người được tiêm đầy đủ 2 mũi. Bộ trưởng Hancock gọi đây là cột mốc tuyệt vời của Anh, khẳng định chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 là cách nước này dần thoát khỏi đại dịch. Anh là một trong những nước thực hiện chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất châu Âu và được nhận định đang đi đúng hướng để khống chế đại dịch và dần mở cửa lại nền kinh tế theo kế hoạch. Ngày 24 tháng 4, Bộ trưởng phụ trách tị nạn và nhập cư của Bỉ Sami Mahdi đã yêu cầu Ủy ban phòng chống COVID-19 tạm thời cấm sinh viên nước ngoài đến Bỉ để theo học các khóa học hay thực tập. Đề nghị này được đưa ra sau khi nước này ngày 22 tháng 4 phát hiện 20 sinh viên, trong nhóm 43 sinh viên Ấn Độ đến Bỉ học một năm chuyên ngành y tá đã bị nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ. Các sinh viên này nhập cảnh ở châu Âu hôm 12 tháng 4, trước khi lên máy bay tại Ấn Độ. Tất cả đã làm xét nghiệm PCR và khi xuống máy bay tại Paris đã làm xét nghiệm nhanh và kết quả đều là âm tính. Sau đó, nhóm sinh viên di chuyển tới hai thành phố khác của Bỉ và tự cách ly 2 tuần trong ký túc xá. 7 ngày sau khi nhập cảnh, xét nghiệm PCR lần thứ 2 cho kết quả có 20 sinh viên đã nhiễm biến thể mới. Theo Bộ Y tế Campuchia, trong ngày 25 tháng 4, nước này ghi nhận kỷ lục 10 ca tử vong vì COVID-19. Đây là ngày có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất ở Campuchia kể từ khi dịch bùng phát và ghi nhận ca tử vong đầu tiên hồi tháng 3. Đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 9.359 ca mắc COVID-19, mặc dù chỉ mới gần đây, Campuchia là một trong những quốc gia có số người mắc COVID-19 thấp nhất thế giới. Campuchia có tổng cộng 71 ca tử vong vì COVID-19 và tất cả đều là các ca ghi nhận trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Chính quyền Phnom Penh ra một quyết sách mới, yêu cầu đóng cửa toàn bộ chợ dân sinh từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 5 do xuất hiện nhiều ca bệnh mới liên quan đến các chợ. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích các tiểu thương và bảo vệ các chợ làm xét nghiệm COVID-19.